Tử vi thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2024 của 12 con giáp tước ngày 13 tháng 2 năm 2024 âm lịch, ngày Ất Dậu, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Xung ngày, Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu Xung tháng, Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ. Quý hợi thứ sáu này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 22 tháng 3 năm 2024 tí được chính quan nâng đỡ nên công việc may mắn hơn hẳn. Một số người sẽ nhận được tin tức tốt liên quan tới công việc, giấy tờ, thi cử, hồ sơ các bạn nên dành ra thời gian trau dồi cho kiến thức của bản thân vì sẽ thu lại được thành quả lớn lao đường tài lộc khấm khá nhờ thu nhập từ công việc chính của con giáp này khoản tiền bạn bỏ ra trong thời gian qua cho công việc cuối cùng cũng có dấu hiệu sinh lời những bạn nào mà đầu tư tiền vào tri thức thì không bao giờ lỗ chờ thêm một thời gian nữa xem nhé vận tình cảm xuống dốc vì thổ khắc thủy không bao giờ là quá muộn để bạn nhận ra những điều đúng đắn nhưng bạn nên nhận ra càng sớm càng tốt để đỡ đau lòng vì tình cảm. Ngày hôm nay nhiều người sẽ có cảm giác thất vọng, tủi hơn vì không được như ý muốn. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường, xanh lá, đen quý nhân phù trợ, thìn, thân, Sửu 2 tuổi sửu ngày 22 tháng 3 năm 2024 thương quan giáng hỏa khiến sửu khá mệt mỏi vì công việc, từ việc cơ quan đến việc nhà. Mọi thứ cứ đảo lộn hết lên. Lại thêm những rắc rối từ bên ngoài đem vào khiến bạn bực dọc. Nhiều người nên cẩn thận với những người làm việc thân cận, đời này không nên tin ai hoàn toàn hết. Tương hình nhập mệnh khiến sửu có một ngày đau đầu vì tiền gần đây bạn hay gặp rắc rối vì tiền đôi khi còn sinh ra mâu thuẫn lớn chỉ vì đồng tiền nhiều người sẽ thua kiện làm mất tiền hoặc bán hàng lỗ vốn nên chấn chỉnh lại cách quản lý tiền bạc của bản thân có lẽ nay sửu sẽ phải chịu đựng cảm giác bị lừa dối phũ phàng hoặc mất mát trong tình cảm nhiều người thường sống cho người khác, quá nhiều mà không hề biết rằng chính bản thân bạn cũng cần được che chở và yêu thương. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, cà phê, ghi quý nhân phù trợ. Dầu. Tí. Ba tuổi dần ngày 22 tháng 3 năm 2024 thiên ấn chiếu cố giúp dần tự tin và ngẩng cao đầu trong công việc. Bạn nói năng khéo léo, biết xử lý khó khăn nên rất được lòng cấp trên. Ngày này có lợi cho những ai làm quan chức, công chức hoặc nắm chức vụ cao trong công ty. Tài lộc sáng ngời nhờ có tam hợp nâng đỡ thời gian gần gây dường như bản mệnh đã bắt đầu có được những dự định cho riêng mình trong chuyện tiền bạc mua bán sắp tới nhiều người sẽ mua được nhà bán đắt hàng hoặc được một mối làm ăn lớn tuy nhiên đường tình cảm không được như ý vì cục diện mộc khắc thổ có điểm mâu thuẫn với những người thân thiết vì bất đồng quan điểm có những chuyện bàn làm xong rồi mới thấy hối hận nên xem lại cách cư xử của bản thân lúc nóng giận. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường, xám, xanh lam quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 4. Tuổi máu ngày 22 tháng 3 năm 2024 xem tử vi miễn phí ngày 22 tháng 3 năm 2024 mão có chính ấn chiếu mệnh nên cũng đỡ áp lực trong công việc tài không đợi tuổi nhiều người tuổi này còn có kinh nghiệm làm việc dày dặn hơn cả tuổi của họ sự hào hứng luôn thể hiện trong cách làm việc khiến ai cũng muốn hợp tác với bạn tiền bạc dư dôi nhờ lục hợp chiếu cố Máu là con giáp biết tiết kiệm tằn tiện để lúc khó khăn hạn chế vay nợ người khác trong ngày nếu có dự định cầu tài lộc thì đừng nên trần trừ hãy xuất hành với việc chuẩn bị đồ lễ thật chu đáo nhé mộc thổ bất dung khiến các mối quan hệ của con giáp này bất ổn theo những khi gặp khó khăn chắc chở bạn vô cùng nhớ nhà nhưng không dám cho cha mẹ biết mình rất khổ có chuyện gì cũng lủi thủi chịu đựng một mình có lẽ đây là lúc bạn cần nói ra tâm sự rồi đó giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường, xám, xanh dương quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Nam Tuổi thìn ngày 22 tháng 3 năm 2024 công việc không tốt vì lâm tương xung. Bạn khó giữ được phong độ trong công việc vì nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài những quyết định trong công việc hôm nay khó thành công, buôn bán không đắt hàng, hay bị xù nở. Cũng may là có thực thần cứu trợ nên thìn không bị hao tài tốn của. Bạn có thể kiếm tiền nhờ công việc phụ, thu nhập cũng không tệ. Nhiều người được bạn bè, người thân mời ăn uống, đi chơi, có người có may mắn trúng thưởng, săn được mã giảm giá. Tuy nhiên trong tình cảm thì bạn khá tiêu cực. Không thể trách được thìn vì bấy lâu nay bạn cũng vất vả và tổn thương nên khó mà lạc quan nổi. Con giáp này cần nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại tinh thần. Giờ tốt, 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường, vàng, tam quý nhân phù trợ, tí, thân. 6 Tuổi tỵ ngày 22 tháng 3 năm 2024 tỷ kiên sung chiếu khiến tỵ lao đao nhiều lần vì công việc. điềm báo có tiểu nhân gây khó dễ, cấp trên khó tính, khách hàng thì hay gây sự vô cớ. Bản mệnh không đủ sáng suốt để nhận rõ đâu là người tốt với mình, tốt tính quá nên dễ bị lừa nhiều lần. Đường tài lộc kém may mắn hơn so với ngày trước không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện rong chơi tiêu tiền xả láng. Khi được thành thơi thì phải nghĩ tới lúc làm việc nên nghiêm túc, kiếm tiền phòng thân nhé tỷ. Đường tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ hỏa sinh thổ. Hãy sống chân thành với chính mình, bởi bạn xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp. Rồi sẽ có người đến để an ủi và khiến bạn vui lên trong thời gian tới, đừng buồn nữa nhé. Giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường, đỏ, be quý nhân phù trợ, sử, thân. 7. Tuổi ngọ ngày 22 tháng 3 năm 2024 ngọ gặp kiếp tài nên công việc cũng không thuận lợi như ý, hẳn bạn đang rất mệt mỏi vì những áp lực trong cuộc sống cơm áo gạo tiền. Đi làm thì hay bị đồng nghiệp chèn ép, mà cụ bắt nạt ma mới có những người năng lực thì kém nhưng lúc nào cũng hoạnh huệ hoẹ bạn tới cùng tuy nhiên tiền bạc của con giáp này khá dữ dội nhờ tam hợp chiếu cố đúng là người sống lương thiện thì trời thương ai chủ dập mặc kệ họ bạn vẫn có tiền tiêu đều đều là được một số người còn tìm ra mối làm ăn mới đem lại lợi nhuận cao cho bản thân trong công việc hòa theo một tương sinh giúp tình duyên của bản mệnh khởi sắc. Gần đây ngọ nhận được nhiều lời khen mát tai, hay được người khác quan tâm, giúp đỡ. Lúc ốm đau có người đến hỏi han, không bị cô đơn hay buồn tủi, bạn có đi thì họ có lại, nên hoan hỉ đón nhận mọi sự giúp đỡ từ người khác. Giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường, hồng, đỏ đô quý nhân phù trợ, tuất mùi tám tuổi mùi ngày 22 tháng 3 năm 2024 sự nghiệp của mùi hôm nay có trục trặc là vì gặp thương quan mỗi lời nói mà bạn thốt ra đều có sức ảnh hưởng hơn là bạn nghĩ nó vô tình khiến bạn vướng vào rắc rối cố gắng duy trì một tư duy linh hoạt và mềm dẻo là lời khuyên dành cho bạn trong ngày này. Vận tài lộc chịu nhiều áp lực do vướng vào tương hình. Có những chuyện nói dễ là dễ. Nói khó là khó nhưng có những chuyện thì ngược lại. Mùi là con giáp vô tư, chỉ vì vài phút cả tin, bị lừa gạt hết tiền bạc mới biết thì quá muộn màng, hãy cẩn thận nhé mùi. Tình cảm bình ổn nhờ hai hành thổ tương hòa. Bạn đối tốt với người, người ta sẽ tốt lại với bạn. Bạn cho đi chân thành thì sẽ nhận lại thiện lương. Vì thế nên đừng tính toán chi ly quá trong các mối quan hệ. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường, trắng, nâu đậm quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 9. Tuổi thân ngày 22 tháng 3 năm 2024 tử vi 12 con giáp hàng ngày, tam hội trợ vận giúp, tuổi thân đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Cảm giác chinh phục được thử thách nào đó khiến bạn cực kỳ phấn khích. Một số người khác khéo léo khi buôn bán nên thu được nhiều khách hàng tiềm năng lâu dài. Đường tiền tài nhờ thiên tài dẫn đường nên tuổi này không cần quá lo lắng bạn đang cố gắng kiếm thêm tiền để thời gian tới lo cho những việc quan trọng với tinh thần tiết kiệm con giáp này sẽ không phung phí như mọi khi nữa tình duyên nở hoa nhờ thổ sinh kim nữ tuổi thân là con giáp nữ giỏi kiếm tiền rất độc lập tự tin đến mức không cần đàn ông vẫn sống tốt năm tuổi thân có trách nhiệm với gia đình hay được trẻ con yêu mến giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, be, ánh kim quý nhân phù trợ, thìn, tỷ. 10. Tuổi dậu ngày 22 tháng 3 năm 2024 công việc của dậu thứ sáu này có tam hội dẫn đường nên cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Bạn có thời gian dành cho bản thân vì đã làm xong việc từ sớm. Bạn có được các cơ hội tốt để thay đổi công danh có đất để thể hiện năng lực bản thân nhiều hơn. Đường tiền tài có chính tài tương trợ nên thu nhập của dậu dồi dào hơn hẳn. Bạn sẽ được người khác trả nợ, được mời đi ăn hoặc bán hàng đắt như tôm tươi, lại thêm quý nhân giúp sức, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Từ tử vi hàng ngày thấy tình duyên của bản mệnh khởi sắc nhờ thổ dưỡng kim. Người biết nhượng bộ là người đáng quý. Bạn biết buông bỏ ý kiến, quan điểm, lợi ích cá nhân của mình đúng lúc mà mở đường cho người khác. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, trắng, hồng nhạt, quý nhân phù trợ, tị, thìn. 11 tuổi tuất ngày 22 tháng 3 năm 2024 thực thần nhập mệnh cho biết công việc của tuất hôm nay không có thành tựu lớn nhưng vẫn rất ổn định. Bạn có được chút may mắn và tinh thần hứng khởi trong ngày hôm nay. Thi thoảng còn được đồng nghiệp khen ngợi. Vận trình tài lộc của người tuổi tuất trong ngày thứ sáu này không tồi, có thể tìm được lợi thế cho mình. Nhất là người kinh doanh buôn bán thuận lợi. Bạn là con giáp nhanh nhẹn nên hiếm khi để cơ hội kiếm tiền vụt mất. Đường tình duyên bình ổn nhờ hai hành thổ tương hòa. Con giáp này có thể nói rõ về vấn đề của mình chắc chắn sẽ được người ấy cảm thông hơn so với việc giữ bí mật. Ai đang muốn tư vấn tình cảm nên tìm đến bạn thân. Có thể họ sẽ cho bạn lời khuyên đúng đắn. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường, nâu tím quý nhân phù trợ, ngọ, dần. 12. Tuổi hợi ngày 22 tháng 3 năm 2024 thiên quan lâm vận không tốt cho công việc của hợi. Bản mệnh bị lợi dụng và bị tác động đến quyền lợi của mình. Nhiều người sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ khó khăn hoặc bị điều đi công tác đến nơi mà mình không thích đường tiền bạc của con giáp này không ổn có hoặc hao tài tốn của vì thế nên làm gì cũng phải thận trọng và sáng suốt hơn trong cách sử dụng tiền bạc hay đặt lòng tin vào người khác nhé thủy thổ tương khắc báo hiệu tình cảm đi xuống có sự tức giận bạn bị người khác bùng hẹn thất hứa trong sự ngỡ ngàng nên rất nóng giận tình cảm vợ chồng lại chẳng được xuân sẻ hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường, trắng, xanh ngọc quý nhân phù trợ, mùi dần